Xin chào các anh chị. Trong video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị là làm kế hoạch content marketing theo cái lịch tuần. Tức là ý tưởng của tôi là như này này, là chúng ta mà muốn làm bài bản, làm dài hạn mà làm cho công ty, làm cho doanh nghiệp với cái điều kiện là chúng ta là nhân viên hoặc chúng ta là sếp, đúng không? Thì chúng ta cần phải có kế hoạch. Vậy thì cái kế hoạch là như nào? Thì chúng ta cứ tưởng tượng này nhé. Một tháng chúng ta có 4 tuần, 47, 28 ngày, xấp xỉ 30 ngày, được chưa? Thế cộng với lại là một tuần chúng ta có 7 ngày, chúng ta có thể đi làm từ 5 đến 6 ngày hoặc là 5 ngày rưỡi tùy từng công ty. Hoặc là nếu mà các bạn làm cho mình thì các bạn làm đủ 7 ngày luôn. Trong một ngày lại có 4 buổi sáng, trưa, chiều, tối, đúng không ạ? Thế thì lúc đấy các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ tạo cho tôi một cái bảng Excel hay là một cái bảng gọi là timetable đấy, cái bảng thời gian các bạn chia ra. Trong đó bạn sẽ chia từng sheet theo từng cái trang tính một, một cái trang bảng tính của Excel một, có thể là từng tuần đấy. Trong từng tuần đấy thì bạn sẽ chạy từ thứ hai cho đến chủ nhật, sau đó bạn chạy từ từ sáng, trưa, chiều, tối làm 4K, sau đó bạn chạy theo platform. Bạn cứ tưởng tượng cái file Excel như vậy, tôi sẽ cho các bạn xem một số cái mẫu các bạn nhìn thấy ở trên màn hình đây rồi, đúng không? Thế thì khi mà các bạn chạy cái file đấy ra thì các bạn sẽ đánh vào đấy, ví dụ sáng thứ hai thì mình sẽ viết chuyện gì, mình đăng bao nhiêu bài, đăng ở đâu đấy. Về mặt thời gian là chúng ta cứ sáng, trưa, chiều, tối, rồi thì về mặt theo tuần là từ thứ hai đến chủ nhật. Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là trong một ngày chúng ta đăng bao nhiêu bài, nội dung gì, hình ảnh gì, thông điệp gì, đường link gì, chúng ta có sự chuẩn bị trước, đúng không ạ? Chúng ta viết trước và chúng ta chuẩn bị cái gọi là kho content, tức là kho nội dung số chúng ta để sẵn đấy. Chúng ta sau đó là đến ngày đến giờ là chúng ta sẽ post lên. Tất nhiên chúng ta cũng sẽ để dành một cái phần là phần gọi là đột xuất, chứ còn chúng ta không thể nào kế hoạch hết của chúng ta được. Chúng ta phải có cái đột xuất theo cách là gì, ví dụ nó có trend này, nó có trend kia, thậm chí chúng ta phải bỏ hết những cái cũ đi, chúng ta làm cái theo cái trend, đúng không? Đấy, nhưng mà vẫn cần một cái kịch bản, bởi vì doanh nghiệp có thể mình không cần phải theo trend quá. Mình vẫn phải làm sell cho web, mình vẫn phải đăng Facebook, mình vẫn phải làm Instagram, mình vẫn phải làm YouTube video, mình vẫn phải sản xuất cho YouTube, cứ liên tục như thế. Mình phải có kế hoạch sản xuất, có khối lượng sản xuất, có chủ đề sản xuất. Vâng, thế thì chúng ta cũng sẽ ước lượng được cái số lượt tiếp cận tự nhiên, số lượt bình luận chia sẻ này kia. Đấy, ai là người viết, ai là người đăng, đăng vào giờ nào, ai người comment, ai người tương tác chúng ta phải trả lời, ai là người chốt đơn. Đấy, thì cái việc mà chúng ta làm kế hoạch như này thì chúng ta sẽ giúp cho cái việc là cá nhân của từng người hoặc là doanh nghiệp là sẽ không bị lệch, không bị động và luôn luôn là đúng với cái định hướng ban đầu. Tất nhiên trong quá trình làm, mình làm kế hoạch một tháng, 4 tuần, có thể là mình thay đổi nội dung, cái chuyện đấy cũng rất là bình thường. Nhưng quan trọng nhất là mình phải có cái ý tưởng về việc là chúng ta phải làm cái chuyện đó, đúng không? Các cái chủ đề chúng ta viết, rồi thì content là gì, keyword là gì, đúng không? Rồi thì cái mục tiêu là gì, đối tượng như nào chúng ta phân hết ra. Rồi chúng ta cũng mô tả là hình ảnh thì phải yêu cầu như thế nào, nội dung thì bao nhiêu từ, bao nhiêu chữ, vân vân, để chúng ta làm. Thì đấy là một cái mà các bạn cũng hết sức là lưu ý, được chưa ạ? Các bạn có thể tạo ra file Excel hoặc là file Google Sheet online, hoặc là một cái bảng Word cũng được, tùy các bạn. Đấy, việc tồn tại một cái bản kế hoạch chi tiết như vậy thì sẽ giúp giảm thiểu cái rủi ro, cũng như là chúng ta chủ động hơn trong công việc. Rất là nhiều bạn không biết đăng cái gì, không biết làm gì, hay là cảm thấy em rất là bế tắc, đúng không? Thì lúc đấy chúng ta tìm kiếm các ý tưởng, tìm kiếm các cái từ khóa liên quan đến Google Search, liên quan đến Google Trend, hoặc là chúng ta lướt báo chí, chúng ta xem là hôm nay có gì hot, hay là lướt các cái cộng đồng mà các khách hàng của chúng ta hay có ở trong đó để chúng ta xem có gì hot, đúng không? Và quan trọng nhất là chúng ta phải định hướng được nội dung. Như vậy là cái người làm nội dung, người ta không phải là thích gì thì đăng đấy, hay là người ta đăng sai, đăng lệch. Rồi đặc biệt là người làm nội dung là phải hiểu về thương hiệu, hiểu về định hướng của người chủ, người sếp. Bởi vì có thể người chủ, người sếp người ta rất là nghiêm túc, người ta rất là ưa thích cái sự lành lặn, nhẹ nhàng, không gây sốc, không giật tít gì. Đấy, thì chúng ta phải truyền đúng cái thông điệp người ta mong muốn, đúng cái nội dung, đúng cái cách sử dụng ngôn từ mà người ta mong muốn. Bài vở phải đầy đủ, đôi khi cũng không cần thiết phải nhiều, nhưng mà nếu mà các bạn làm được nhiều thì càng tốt. Và
đăng bài, ghim bài, rồi ép xe, ép hướng dẫn, rồi thì ép chia sẻ, rồi tạo cuộc thi chia sẻ. Đấy, và khi đăng bài thì lưu ý về thời gian, đúng không, vào những cái khung giờ cao điểm, sáng trưa chiều tối. Ví dụ sáng là khoảng độ 6 giờ 7 giờ, bây giờ người ta dậy, người ta cùa điện thoại, người ta xem Facebook rồi, sau đó đến công ty khoảng 9-10 giờ. Đấy, sau đó buổi trưa là ăn trưa, vừa ăn trưa vừa lướt Facebook vừa xem YouTube. Buổi chiều bắt đầu là trước giờ làm và sau giờ làm một chút. Đấy, buổi tối, đặc biệt là buổi tối thì khoảng độ 20 giờ 30 trở ra đến khoảng độ 22 giờ 30 hoặc là 23 giờ là cái khoảng thời gian online rất nhiều. Các bạn post cái gì thì các bạn lưu ý chọn cái giờ đấy mà post. Khoảng độ thầy tôi nghĩ là khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ là post rất là đẹp. Đăng những cái nội dung làm sao mà thu hút comment càng nhiều càng tốt. Nó sẽ có những cái nội dung thu hút comment để tăng tương tác, đúng không? Đấy, những cái nội dung mà chúng ta đăng thì tất nhiên phù hợp vào khách hàng, phù hợp vào đối tượng, phù hợp vào thông điệp, vân vân, để chúng ta lựa chọn. Chúng ta lưu ý rằng là những cái hình ảnh là sẽ là rất là tốt, các đường link, các status, các album, các video. Đấy là những cái phần mà đăng ở trên Facebook là đang hot nhất theo thứ tự hình ảnh. Các bạn phải học cách thiết kế hình ảnh, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Đường link chia sẻ. Rồi, thì những cái vấn đề như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn. Mục tiêu của bài này là gì? Tôi muốn các bạn hiểu rằng là chúng ta nên có một cái gọi là timetable, tức là thời gian biểu về cái liên quan đến cái vấn đề về đăng bài. Nó có ngày, có giờ, có tuần, có tháng. Chúng ta không cần phải làm quá xa, nhưng tôi nghĩ là 1 tháng là đẹp. Hoặc nếu mà các bạn làm xa hơn, các bạn có thể làm 3 tháng. Tôi nghĩ như thế là rất tuyệt vời, rất chi tiết rồi. Số lượng KPI, các thứ link liếc và báo cáo đầy đủ là được. Đối với các bạn làm nhân viên marketing thì các bạn cũng nên làm như vậy. Còn đối với các bạn là sếp thì các bạn nghe được cái câu chuyện này của thầy Văn Anh thì các bạn yêu cầu nhân viên của mình làm như vậy. Cứ thế mà chạy, chúng ta không phải đuổi. Ok, rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Rất vui các anh chị đã tham gia khóa học content marketing của tôi. Xin chào, bye bye.